Australia Vitamin Wholesale là nơi chuyên cung cấp xỉ lẻ tất cả các loại thực phẩm chức năng được sản xuất tại Úc, cũng như tất cả các loại sữa bột dành cho cả người lớn và trẻ em với mức giá phải chăng. Tất cả những mặt hàng của Australia Vitamin đều có trên website của công ty. Đặc biệt, Australia Vitamin cũng là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng để gửi quà về cho thân nhân và gia đình của mình tại Việt Nam. Phương châm của Australia Vitamins là nhận gửi quà với giá cả phải chăng và giao hàng tận nhà cho tất cả khách hàng từ Nam ra Bắc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số điện thoại 02-8764-3564 hoặc đến thẳng cửa hàng tại số 4/68 John Street, Cabramatta. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, nền kinh tế Úc đối diện với nhiều thách thức, theo cảnh báo của Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers là thông tin được quan tâm nhiều nhất tại Úc ngày hôm nay. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Ngân khố cũng ám chỉ là chính phủ sẽ có thêm nhiều biện pháp trợ giúp cư dân Úc trong ngân sách sắp được ban hành vào tháng 5 sắp tới. Trong lĩnh vực gia cư, Adelaide là nơi duy nhất đã có sự gia tăng đáng kể trong năm 2022, trong khi Sydney và Melbourne thì giá nhà đã bị giảm sụt trung bình là 5.3%. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay, thứ ba ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Việt Face TV. Nền kinh tế Úc đối diện với tình hình thế giới đầy rủi ro và suy yếu, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers cảnh báo. Vai trò của Bộ trưởng Ngân khố trong chính phủ Úc thường đưa ra những dự phóng kinh tế lạc quan cũng như bi quan để chuẩn bị công luận và tạo môi trường thích hợp cho chính sách mà chính phủ phải công bố. Diễn tiến quan trọng nhất trong năm về phương diện kinh tế tài chính là ngân sách quốc gia sẽ được ban hành vào đầu tháng 5. Bởi vậy, hôm qua, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers đã cảnh báo rằng nền kinh tế Úc Châu sẽ phải vận hành trong bối cảnh mà tình hình kinh tế suy sụp toàn cầu. Và một cách cá biệt là tình hình đại dịch tại Trung Quốc hiện nay có thể tạo ra nhiều vấn đề trong chuỗi cung ứng đối với nền kinh tế Úc Châu. Và ảnh hưởng tiêu cực này sẽ ở tầm mức vô cùng quan trọng. Trong cuộc họp báo tại Queensland ngày hôm qua thứ Hai, ông Chalmers nói rằng 2023 sẽ là năm thách đố lớn cho nền kinh tế toàn cầu, có nhiều rủi ro bị suy yếu, một phần vì tình trạng đại dịch COVID-19 hiện nay tại Trung Quốc. Tuy vậy, ông Chalmers cũng bày tỏ hy vọng là nền kinh tế Úc Châu sẽ không bị suy thoái và ông tỏ vẻ lạc quan nhưng cũng thực tế trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Bộ trưởng Chalmers cũng nói thêm rằng nhiều kinh tế gia tin rằng 2023 sẽ là năm khó khăn cho kinh tế toàn cầu mà kinh tế Úc Châu không thể tránh được ảnh hưởng. Tuy vậy, ông cũng xác nhận là nước Úc đang ở vào vị thế tương đối mạnh mẽ so với các nước khác. Thí dụ cụ thể là chỉ số thất nghiệp tại Úc đang ở mức thấp, trong khi lương bổng cũng đang bắt đầu gia tăng và hàng xuất cảng của Úc đang có giá cao trên thị trường thế giới. Theo Bộ trưởng Chalmers, thì có 5 yếu tố mà nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng là cuộc chiến Ukraine, giá cả năng lượng và lạm phát cao, lãi suất cũng đang gia tăng bởi ngân hàng chữ kim, tình trạng lây lan dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc và sau cùng là tình trạng thiên tai tại Úc. Ông Chalmers xác nhận là tình trạng lây lan dịch bệnh tại Trung Quốc hiện nay đã bắt đầu có ảnh hưởng tiêu cực đến chuỗi cung ứng tại Úc và tình trạng này sẽ càng trở nên tồi tệ hơn trước khi có thể cải thiện. Căn cứ vào dự phóng hiện nay, nước Úc có hy vọng thoát được tình trạng suy thoái kinh tế, mặc dù theo lời ông Chalmers thì tăng trưởng kinh tế có thể bị chậm và do đó có thể ảnh hưởng đến thị trường nhân dụng, tức là có thể gia tăng chỉ số thất nghiệp. Chuẩn bị ngân sách tháng 5, Bộ trưởng Ngân khố ám chỉ biện pháp mới trợ giúp cư dân đối phó với đời sống đắt đỏ. Nhiệm vụ quan trọng kế tiếp của Bộ trưởng Ngân khố là chuẩn bị cho ngân sách liên bang mà chính phủ thường sẽ công bố vào thứ ba đầu tiên của tháng 5. Đây là ngân sách thường lệ và tất nhiên có tầm quan trọng hơn so với ngân sách đặc biệt mà chính phủ Albanese đã phổ biến vào ngày 25 tháng 10 năm 2022, vì đó là ngân sách bổ túc. Tuy không nói một cách rõ rệt, nhưng Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers đã ám chỉ là trong ngân sách sắp tới, chính phủ sẽ có điều khoản trợ giúp cư dân để đối phó với tình trạng đời sống đắt đỏ.
Ông Jim Chalmers nói rằng, nhiệm vụ của chính phủ là cung cấp những biện pháp trợ giúp một cách có trách nhiệm để cư dân có thể đối phó với đời sống đắt đỏ mà không gây ra áp lực lạm phát. Trong năm 2022, chính phủ cũng đã có một vài biện pháp trợ giúp cư dân trong lĩnh vực này, chẳng hạn như việc quy định giá trần của khí đốt ở cấp liên bang, cũng như việc quy định giá trần cho than đá ở cấp tiểu bang. Thị trường nhà cửa Úc Châu giảm 5.3% trong năm 2022. Như thường lệ vào cuối năm, giới truyền thông thường nhìn lại các sinh hoạt trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà cửa, thì theo nguồn tin đài ABC, giá nhà nói chung đã giảm hạ 5.3%, và tất nhiên là sự giảm hạ này không đồng đều giữa các tiểu bang và lãnh thổ. Tuy vậy, vẫn hãy còn 3 tiểu bang mà giá cả nhà cửa chẳng những đã không giảm hạ, mà còn gia tăng đáng kể trong năm qua. Có lẽ cũng không ai trong chúng ta ngạc nhiên khi sự giảm hạ được cho là nặng nề nhất là tại Sydney và Melbourne. Nhưng điều mà mọi người ngạc nhiên là giá nhà đã gia tăng đáng kể tại Adelaide ở mức 42.8% so với giá nhà thời tiền đại dịch, trong khi tại Perth và Darwin thì sự gia tăng ở mức thấp hơn. Ngoài Sydney và Melbourne, thì nhà cửa tại ACT, Hobart và Brisbane cũng đã có sự giảm giá trong năm qua. Mặc dù thị trường nhà cửa đã mất giá trong năm 2022, nhưng nhìn chung thì giá cả nhà cửa vẫn ở mức 11.7% cao hơn so với mức độ của thời tiền đại dịch. Và riêng tại các vùng nông thôn thì tỷ lệ này cao hơn ở mức 33.2%. Về mặt chi tiết thì Sydney nói chung đã giảm 12.1%. Tuy nhiên nhà cửa tại khu vực miền Tây Sydney, đặc biệt là Fairfield, thì lại có sự gia tăng giá cả cao nhất trong vòng 12 tháng. Ngoài ra thì Campbelltown cũng có giá nhà gia tăng. Trong khi đó thì tại Victoria thì giá nhà cửa cũng giảm sụt, đặc biệt là tại khu đô thị Melbourne. Và hiện nay thì giá cả nhà cửa tại Melbourne chỉ còn ở mức 1.5%, cao hơn so với thời kỳ tiền đại dịch 2019. Riêng khu đô thị Melbourne thì khu vực Melbourne CBD đã có giá nhà cửa giảm sụt nặng nề nhất. Còn tại Queensland, nhà cửa tại khu đô thị đã giảm 1.1%, trong khi tại các vùng nông thôn thì giá cả lại gia tăng 1.9% trong năm 2022. Vùng Ipswich, Hunterland là nơi có đông người Việt cư ngụ, cũng là khu vực mà giá cả nhà cửa gia tăng đáng kể. Tại lãnh thổ thủ đô ACT, giá nhà đã giảm 3.3% và trị giá nhà cửa nói chung đã gia tăng ở mức cao nhất là vào tháng 6 năm 2022. Tại tiểu bang nhỏ nhất là Tasmania, giá nhà đã giảm 6.9% trong năm 2022. Riêng tại thủ phủ Hobart và đặc biệt là tại vùng Brighton, là nơi mà giá nhà đã gia tăng cao nhất hồi tháng 5 năm 2022, trong khi vùng nông thôn thì gia tăng cao nhất là vào tháng 6 năm 2022. Trong khi đó thì tại Nam Úc, nhà cửa tại Adelaide vẫn giữ được mức độ gia tăng 42.8% so với thời kỳ tiền đại dịch, trong khi tại vùng nông thôn thì giá cả chỉ tăng ở mức thấp hơn là 17.1% trong suốt năm 2022. Tại Tây Úc, giá nhà đã gia tăng 3.6% tại khu đô thị Perth, trong khi vùng nông thôn gia tăng 5.7%. Sau cùng, tại lãnh thổ Bắc Úc, giá nhà đã gia tăng 4.3% và tại một vài khu vực ở thủ phủ Darwin, giá nhà đã gia tăng 5.7%. Tương lai của dân số Úc Châu, chỉ số sinh đẻ trở lại mức tiền đại dịch. Các dữ liệu thống kê mới nhất cho thấy có vẻ như nước Úc sẽ lại đạt mức sinh sản cao của thời kỳ đại dịch, sau khi chỉ số sinh đẻ đã giảm hạ đáng kể. Một cách cụ thể thì vào năm 2020, tức là năm đại dịch, thì chỉ số sinh đẻ tại Úc đã giảm hạ xuống mức thấp nhất là 1.58 trẻ cho mỗi phụ nữ. Tuy nhiên, chỉ số mới nhất cho thấy rằng chỉ số sinh sản đã gia tăng lên mức 1.66 trẻ em cho mỗi phụ nữ. Tuy vậy, các chuyên gia tin rằng sự gia tăng này sẽ không tiếp tục. Đây là những dữ kiện vừa được công bố ngày hôm qua, trước khi chính phủ phổ biến tài liệu về mức độ dân số hàng năm tại Úc vào thứ Sáu tuần này. Tại Brisbane, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers đã hoan nghênh sự gia tăng này. Ông Chalmers nói rằng nước Úc cần có một sự gia tăng quân bình giữa chỉ số sinh đẻ nội địa và nhân số nhập cư qua chương trình di dân. Và đồng thời nước Úc cũng cần có một lực lượng lao động trẻ để có thể thay thế lực lượng lao động lớn tuổi tại Úc hiện nay do tình trạng lão hóa dân số. Trong khi đó, thì một chuyên gia trong ngành, giáo sư Peter McDonald tại Viện Đại học Melbourne thì nói rằng, trên căn bản dài hạn, sự thay đổi nếp sống của phụ nữ là lý do tại sao mà nước Úc đã có chỉ số sinh đẻ giảm hạ.
Một trong những sự thay đổi rõ rệt nhất là vì giới phụ nữ ngày nay có học thức cao, nên họ quan tâm nhiều về tương lai chức nghiệp hơn là ở nhà và sinh con. Cũng theo giáo sư McDonald, thì dân số Úc Châu có thể sẽ bị giảm hại trong vòng 10 năm sắp tới nếu nước Úc không có một chương trình di dân thích hợp. Thị trường nhân dụng, nhân số người cao tuổi tái gia nhập thị trường đang gia tăng tại Úc. Khi nền kinh tế mở cửa trở lại, nhiều người cao tuổi ở Úc đã rất hào hứng khi có cơ hội được tái tham gia vào thị trường lao động để kiếm thêm thu nhập nhằm bảo đảm cuộc sống tuổi già của mình. Bài báo trên ABC đã trích dẫn thí dụ cụ thể là nhà hàng của ông Barry Idol ở Victoria, là điểm đến quen thuộc của nhiều người dân thành phố Queenscliff. Nơi đây có một điểm đặc biệt là các nhân viên ở đây đều là những người đã nhiều tuổi. Theo lời ông Barry, thì nhà hàng của ông có 5 nhân viên từ 60 tuổi trở lên. Trong số này có 2 người đã 74 tuổi. Khi nước Úc mở cửa biên giới vào ngày 21 tháng 2 năm 2022, thì nhà hàng của ông Barry đã rơi vào tình trạng thiếu nhân viên. Ông đã chủ động in hàng chục nghìn tờ rơi, mời những người đã về hưu tới làm việc. Những người lao động cao tuổi mới đi làm với tâm trạng phấn chấn vì thu nhập được bảo đảm và quan trọng hơn hết là họ một lần nữa được lao động sau nhiều năm nghỉ hưu nhàn rỗi. Đại dịch COVID-19 đã làm đình trệ nền kinh tế Úc trong thời gian dài, khiến số tiền tích lũy của nhiều người đã về hưu bị suy giảm nghiêm trọng. Đại dịch cũng khiến việc đầu tư kinh doanh của nhiều người cao tuổi gặp nhiều khó khăn và kế hoạch nghỉ hưu của họ bị đảo lộn. Nhờ những công việc như thế này mà những cụ ông cụ bà có thể tiếp tục sống tích cực trong những năm tháng tiếp theo. Cuối cùng là tin về giải quần vợt Australia Open 2023, nâng mức tiền thưởng lên cao kỷ lục. Ban tổ chức giải quần vợt Australia Open vừa thông báo tổng giá trị giải thưởng dành cho các tay vợt tham gia giải đấu tháng 1 năm 2023 sẽ được nâng lên mức cao kỷ lục 76 triệu 500 ngàn Úc Kim. Những tay vợt giành được các danh hiệu cho nam và cho nữ tại giải Grand Slam đầu tiên của năm 2023 đều sẽ nhận được khoản tiền thưởng lên đến 2 triệu 965 ngàn đô la. Trong khi những tay vợt bị loại từ những vòng đầu tiên cũng sẽ nhận được khoản tiền lớn nhất từ trước đến nay. Cụ thể, các tay vợt bị loại ở vòng 1 sẽ nhận được số tiền thưởng 106.250 đô la, tăng 3.2%, trong khi những người bị loại ở vòng 2 cũng được tăng tương tự, lên mức 158.850 đô la. Giám đốc điều hành giải quần vợt Australia Open, ông Craig Tyler, cho biết tổng giá trị giải thưởng của mùa giải quần vợt Australia 2023 gồm cả các sự kiện liên quan như United Cup sẽ lần đầu tiên vượt mức 100 triệu Úc Kim. Trong 20 năm qua, tiền thưởng của giải Australia Open đã tăng 321%, tương ứng khoảng 58,32 triệu đô la, từ mức ban đầu là 18,18 triệu đô la. Giải năm nay sẽ bắt đầu tại Melbourne Park vào ngày 16 tháng 1 tới. Khi nhắc đến giải Australia Open, không thể không nhắc tới tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic, người đã bị trục xuất tại Úc hồi tháng Giêng năm 2022 vì chưa chủng ngừa vaccine chống COVID-19. Nhưng năm nay, Djokovic bỏ lại sau lưng nỗi buồn bị trục xuất một năm trước, rạng rỡ trở lại Úc và sẵn sàng chinh phục danh hiệu Australia Open lần thứ 10 trong sự nghiệp. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Việt Face TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 10 giờ sáng ngày mai.